cậu Phêrô Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1783 ở làng Đồng Chuối, tỉnh Hà Nam, trong một gia đình trung nông. Cậu hiền lành, ngoan ngoãn, đạo đức sốt sáng. Ông bà Sồm sinh được hai con, một gái một trai, chị là Anna Nguyễn Thị Trung, cậu em là thầy giảng Phêrô Hiếu của chúng ta. Từ bé, cậu Hiếu đã siêng năng học kinh bổn, chăm chỉ đi nhà thờ. Ông bà Sồm cho con đi học chữ nho, cậu học hành tấn tới, hay vâng lời cha mẹ, không cãi nhau đánh nhau với các bạn bao giờ, nên ông bà Sồm rất yêu con. Cậu ước ao dâng mình vào nhà Đức Chúa Trời, nhiều lần cậu định ngỏ ý xin cha mẹ, nhưng lại sợ cha mẹ không bằng lòng vì cậu là con một. Theo thói đời, có một con trai thì không cho đi tu, phải ở nhà nối dõi tông đường. Năm 12 tuổi, cậu mạnh dạn xin cha mẹ cho mình được như sở nguyện. Hai ông bà rất yêu con, lại vốn bản tính hiền lành đạo đức, nên bảo cậu: "Con cứ yên tâm, để cha bàn với chú con, rồi cha mẹ sẽ cho con đi tu." Ông chú là người sốt sáng đạo đức, trả lời cách khôn ngoan: "Nếu cháu muốn dâng mình cho Chúa, chúng ta phải tùy ý cháu, việc này do thánh ý Chúa chọn." Thế là họ hàng đều thỏa thuận, ông bà Sồm cho con vào nhà Đức Chúa Trời. Đang khi cậu học ở chủng viện thì cha mẹ cậu qua đời, còn chị gái đi lấy chồng. Khi thầy Hiếu mãn tràng La Tinh, bề trên sai thầy đi giúp các cha thừa sai. Về sau, thầy đi giúp cha Khoan ở xứ Phúc Nhạc. Thầy vâng lời chịu lụy, siêng năng làm các việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Thầy Hiếu hiền lành dễ dàng, nhưng lại giữ phép nhà rất ngặt, hay giúp người ta dọn mình rước lễ, hay thăm viếng người ốm đau để khuyên bảo người ấy chịu phép sức giàu cho nên. Thầy bị bắt ở trại Đông Biên cùng với cha Khoan và thầy Thanh. Khi phải giam ở tỉnh Ninh Bình, thầy cũng phải tra khảo như thầy Thanh. Dù các quan bày mọi mưu trước dỗ dành đe dọa thế nào, thầy vẫn kiên trung vững vàng, bằng lòng chịu mọi hình khổ, chịu mang gông xiềng đòn vọt vì danh Chúa Kitô. Sau quan giam riêng thầy Hiếu và thầy Thanh một nơi để dỗ dành và khỏi chịu ảnh hưởng của cha Khoan. Nhưng các quan đã nhầm, sức mạnh của các thầy là ở nơi Chúa, là ơn Chúa ban, nên dù các thầy bị cô lập một mình, các thầy vẫn bất khuất trước mọi quyền lực trần gian. Thầy Hiếu cũng bị đòn vọt như thầy Thanh, bị lôi qua thánh giá, nhưng lần nào thầy cũng lên tiếng phản đối, cũng có hành động phản kháng. Hai thầy ở với nhau một thời gian ngắn, luôn giúp đỡ khuyến khích nhau chịu khó cho nên. Thầy bị kết án rảo giam hậu, vì thế thầy chịu cảnh tù ngục hơn một năm nữa. Chứng nhân của Chúa dùng thời gian này để chuẩn bị cuộc sống vĩnh cửu cách hoàn hảo hơn. Mọi người đều thấy thầy lúc nào cũng tươi vui, khi làm việc, lúc đọc kinh, ăn chay các ngày thứ sáu. Bổn đạo đến thăm, thầy khuyên họ chịu khó giữ đạo cho nên, và lần nào thầy cũng xin họ cầu nguyện cho mình được phúc từ đạo. Lần thứ hai, quan kết án thầy phải trảm quyết. Trước khi thi hành án, các quan còn cố dụ dỗ thầy khóa quá, nhưng thầy vẫn vững vàng. Ngày 28 tháng 4 năm 1840, cha Khoan, thầy Thanh, thầy Hiếu phải điệu đi xử. Suốt dọc đường, ba cha con hân hoan hát bài kinh tạ ơn. Dân chúng đứng hai bên, đầu tiên ngạc nhiên, bỡ ngỡ, sau như được lôi kéo hấp dẫn bởi niềm vui thiên linh. Đây là bài ca khải hoàn của các chiến sĩ đức tin đi đón nhận triều thiên vinh quang. Đã đến pháp trường Lò Gạch, Thiên Chúa dùng bàn tay lý hình để hoàn thành ba viên gạch đỏ thắm, sáng chói, rực rỡ, xây dựng thành Jerusalem trên trời. Thầy Hiếu ngồi vào chiếu đã trải sẵn, lính cưa gông chói thầy vào cọc. Sau hồi hiệu lệnh, lính chém đầu thầy, nhưng vì sợ quá, chúng chém chệch, khiến thầy rất đau đớn, ngửa mặt lên trời kêu lên rằng: "Xin chém tôi đi, tôi đau quá." Đến nhát thứ ba, đầu mới rơi xuống. Bổn đạo xứ Yên Mối đem xác thầy về làng ấy và giữ cho đến bây giờ. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Thánh Cha Leo thứ 13 phong chân phúc cho thầy Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị lại phong thầy lên bậc hiển thánh.